này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự nghiêm tịnh cõi phật cũng khuyên người khác nghiêm tịnh cõi phật thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nghiêm tịnh cõi phật hoan hỉ khen ngợi người nghiêm tịnh cõi phật này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự thành thục hữu tình, cũng dạy người khác thành thục hữu tình, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp thành thục hữu tình, hoan hỉ khen ngợi người thành thục hữu tình. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự phát khởi thần thông Bồ Tát cũng dạy người khác phát khởi thần thông Bồ Tát thường xuyên chính thức tuyên dương pháp phát khởi thần thông Bồ Tát hoan hỉ khen ngợi người phát khởi thần thông Bồ Tát này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự khởi trí nhất thiết cũng dạy người khác khởi trí nhất thiết thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí nhất thiết Hoan hỉ khen ngợi người khỏi trí nhất thiết, nên tự khỏi trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng dạy người khác khỏi trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khỏi trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, hoan hỉ khen ngợi người khỏi trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục cũng khuyên người khác đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, ban hỉ khen ngợi người đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục. Hết quyển thứ 324.